con không hiểu tâm và ý giống nhau hay khác nhau cái um, ý ấy, có nghĩa là cái, um, cái từ vali chích tá nó mang ý nghĩa là cái ý hoặc là cái suy nghĩ à, rồi cái um, nó cũng có khi là nó mang um, cái ý nghĩa là um, mà cái uh, ý nghĩa là cái uh, tâm nữa nó còn mang nghĩa là tâm ví dụ như là trong các cái từ như là chê tô quý mút tí thì mình dịch là tâm giải thoát tức là cái sự giải thoát của tâm thì cái chích tá đây đó, nó cũng có nghĩa là tâm à, nhưng mà tại vì ở trong kinh đó, thì cái có chỗ thì các ngài dùng cái từ chích tá có chỗ thì các ngài dùng cái từ má ná thì à, giống như là mình à, phân biệt á, các cái ngài phân biệt thôi à, tức là cái từ mà chích tá thì dịch là tâm còn cái ma ná thì dịch là ý là để à, giống như để phân biệt trong mỗi một cái từ vali khác nhau thì mình có cái từ việc nó cũng khác nhau nhưng mà nó mang cái ý là đồng nghĩa cái kiểu đồng nghĩa như vậy á ở trong kinh tạng có rất là nhiều và nó cũng là một cách để diễn đạt ở trong kinh tạng Ừ. và cái mana đó, thì dịch là ý thì cái ý ở đây cũng đôi khi nó cũng là cái ý thức ý thức thì cũng là ý thôi sư có một cái ví dụ vui như thế này để quý vị hiểu tức là thịt lợn á thì đem rán còn thịt heo á là phải đem chiên thịt heo không đem rán được mà thịt heo phải đem chiên thịt lợn là phải đem rán thịt chứ thịt lợn là không có đem chiên đấy cái kiểu như vậy đó à, hoặc là à, ngô á, thì ở ngoài đồng còn bắp á, thì ở ngoài rẫy thì nó giống như vậy thôi à, cho nên là tùy vào mỗi trường hợp mà nó dùng cái từ khác nhau thì các ngài dựa theo cái từ khác nhau đó mà dùng cái chữ khác nhau thôi